Hiệu ứng domino, BlockFi gia nhập danh sách phá sản. Chứng minh bằng chứng dự trữ, Binance chuyển 2 tỷ đô la Mỹ Bitcoin sang một ví không xác định. Chủ tịch ECB khẩn thiết kêu gọi thiết lập quy định trong dự luật crypto. Tổng quát thị trường sáng ngày 29 tháng 11 năm 2022, thị trường toàn cầu bị ảnh hưởng nặng bởi các cuộc biểu tình ở Trung Quốc. Xin kính chào quý vị, BlockFi là cái tên mới nhất trong ngành tiền mã hóa, gia nhập danh sách dài các công ty tuyên bố sụp đổ, phải đệ đơn phá sản theo chương 11 lên tòa án Mỹ trong năm 2022 này, bao gồm Trio Round Capital, Voyager, Celsius cùng với bộ đôi FTX Alameda Research. Theo đó, BlockFi và 8 công ty con của nó đã trở thành nạn nhân mới nhất từ sự sụp đổ của FTX. Tất cả đều nộp đơn phá sản theo chương 11 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở quận New Jersey. Mặc dù khá đáng tiếc, nhưng có vẻ như việc BlockFi phá sản là một hệ lụy tất yếu sẽ xảy ra. Tối ngày 28 tháng 11, BlockFi, đơn vị lending tiền mã hóa đã gặp khó khăn từ tận giữa năm 2022, đã nộp đơn phá sản theo chương 11 lên tòa án Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian giải quyết thủ tục phá sản, BlockFi vẫn có thể hoạt động bình thường. Trên thực tế, BlockFi đã từng suýt phá sản một lần sau sự sụp đổ của Terra vào hồi tháng 5 năm 2022. May mắn là sau khoảng thời gian đàm phán nhiều vòng, BlockFi đã đồng ý bán mình cho FTX US với mức giá khoảng 240 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi mà FTX gặp nạn thì kéo theo FTX US cũng tuyên bố phá sản. Chính điều này đã có thể khiến cho FTX US không thể tiếp tục thương vụ mua lại BlockFi như đã dự định trước đó. Hai tuần trước đây, thời điểm mà FTX ngã ngựa, BlockFi cũng đã tạm dừng việc rút tiền của khách hàng. Hồ sơ phá sản của công ty tuyên bố số chủ nợ có thể lên đến hơn 100 người, tài sản của BlockFi còn lại trong khoảng từ 1 đến 10 tỷ đô la Mỹ, với nghĩa vụ nợ cần trả cũng là 1 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Tiền mặt còn lại trên tay của BlockFi là 256,5 triệu đô la Mỹ với 238,6 triệu đô la Mỹ thu về từ việc bán các tài sản tiền mã hóa trong tháng 11. Công ty sẽ yêu cầu sự chấp thuận của tòa án để tiếp tục hoạt động và họ muốn thực hiện kế hoạch giữ chân nhân viên chính. Theo báo cáo của Business Wire, công ty hiện có khoảng 256,9 triệu đô la Mỹ để tiếp tục hoạt động nội bộ trong quá trình tái cơ cấu. Cũng theo Decrypt, cùng với thông báo phá sản, BlockFi sẽ sa thải một lượng lớn nhân viên nhằm cắt giảm chi phí hoạt động. Trước đó vào tháng 6, công ty đã chia tay đến 20% tổng lượng nhân sự 850 người vì tình hình thị trường khó khăn. Trên thực tế, sự sụp đổ của FTX đã và đang gây áp lực lớn lên các sàn giao dịch tập trung, đặc biệt là về vấn đề minh bạch lượng tài sản dự trữ. Chiều ngày 28 tháng 11, Binance đã chuyển 127.351 Bitcoin, tương đương khoảng 2 tỷ đô la Mỹ sang một địa chỉ mới. Trang Penzao, CEO của Binance cho biết, hành động này nhằm phục vụ cho quá trình kiểm toán tài sản dự trữ của sàn giao dịch. Việc chuyển đi một lượng lớn Bitcoin sang một ví không xác định đã khiến nhiều người đặt nghi vấn. Ngay lập tức, CEO Binance đã đăng đàn làm rõ rằng giao dịch khủng kia là một phần của cuộc kiểm toán Proof of Reserve đang diễn ra. Đây là một phần của kiểm toán bằng chứng dự trữ. Kiểm toán viên yêu cầu chúng tôi gửi một số tiền cụ thể cho chính mình để chứng minh quyền kiểm soát ví và phần còn lại sẽ được chuyển đến địa chỉ ví mới khác. Khi được cộng đồng crypto chất vấn về tên tuổi của đơn vị kiểm toán, CEO Binance Trang Penzao đã từ chối cung cấp thông tin với lý do họ không dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, các hành động trên Binance lại đi ngược với phát ngôn do chính vị CEO đưa ra vào hôm 13 tháng 11. Khi đó, ông nói rằng nếu một sàn giao dịch phải di chuyển một lượng lớn crypto trước hoặc sau khi họ chứng minh địa chỉ ví của mình, đó rõ ràng là đang có vấn đề, hãy tránh xa. Ngoài ra, ông cũng nhắc lại bài viết cách đây 4 năm của mình. Tại thời điểm đó, ông kêu gọi cộng đồng hãy tìm hiểu về giao dịch blockchain và cách thay đổi địa chỉ ví. Tuần trước, Binance đã chính thức giới thiệu hệ thống bằng chứng dự trữ đầu tiên của mình nhằm mục đích chứng minh tiềm lực tài chính của sàn để trang trải tất cả các khoản tiền gửi của khách hàng. Cộng đồng đã từng đặt ra giả thuyết Binance để chung tiền của sàn với tiền khách hàng. Song đến hôm nay, Binance đã thuê bên kiểm toán thứ ba để chứng minh mình trong sạch và đập tan tin đồn này. Sau sự sụp đổ của đế chế lớn thứ hai trong ngành tiền mã hóa, không chỉ các nhà đầu tư lo lắng, từ phía những nhà quản lý cũng giáo diết thúc đẩy ban hành luật đối với thị trường crypto. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde mới đây đã kêu gọi thêm các quy định về tiền mã hóa sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX và đặt ra nghi ngờ về thị trường tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn. Tại phiên điều trần vào ngày 28 tháng 11 của Ủy ban về các vấn đề kinh tế và tiền tệ thuộc Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Christine Lagarde đã trích dẫn trường hợp chống lại dự án stablecoin Libra do Facebook phát triển như một ví dụ về sự tham gia vào thị trường crypto từ ECB. Điều này là hành động hữu ích để ngăn chặn một số người chơi lớn có thể gây tác động tiêu cực lên ngành.
bà Christine Lagarde cũng cho biết ECB cần đẩy mạnh vai trò là cơ quan quản lý toàn cầu để giải quyết mối quan tâm ngày càng tăng của mọi người đối với thị trường đầy rủi ro này. Ít nhất châu Âu đang dẫn đầu trên con đường hướng tới quy định về tiền mã hóa. Nhưng như tôi đã nói trước đây, đó là một bước đi đúng đắn, sẽ phải có MiCA2 bao hàm rộng hơn những gì dự luật hiện sở hữu nhằm mục đích điều chỉnh và giám sát, và điều đó là rất cần thiết. Dự luật các thị trường trong ngành tài sản tiền mã hóa MiCA về cơ bản là dự luật then chốt tạo ra khung quản lý chung cho quá trình áp dụng tiền mã hóa ở châu Âu. Trên thực tế, MiCA đang chờ phê duyệt cuối cùng sau khi kiểm tra pháp lý và ngôn ngữ của các nhà lập pháp EU. Nhiều người kỳ vọng chính sách này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ năm 2024. Ngoài ra, bà Christine Lagarde cũng đã đề cập đến MiCA2. Đây có thể là việc xây dựng luật bổ sung dựa trên công việc mà các nhà lập pháp đã làm cho dự luật ban đầu trong tháng 6 năm 2022. Vào thời điểm đó, Chủ tịch ECB cho biết dự luật nên điều chỉnh các hoạt động staking, cho vay crypto và thậm chí là tất cả những hoạt động DeFi. ECB hiện cũng đang tiến hành giai đoạn điều tra kéo dài 2 năm của dự án đồng euro kỹ thuật số CBDC của mình, khám phá việc sử dụng các khoản thanh toán trực tuyến được xác thực bởi các bên thứ ba. Một số quan chức trong EU mong đợi sẽ thấy luật liên quan đến đồng euro kỹ thuật số vào năm 2023. Tiếp tục bản tin sẽ là những tin tức về tổng quan thị trường crypto trong ngày hôm nay, ngày 29 tháng 11. Thị trường tiền mã hóa đang giảm khi làn sóng nhà đầu tư lo lắng về sự càn quét thị trường toàn cầu được thúc đẩy bởi các cuộc biểu tình ở Trung Quốc chống lại các hạn chế COVID đang diễn ra. Giá BTC hôm nay giảm xuống mức 16.212 đô la Mỹ, giảm 1,28%. Tổng vốn hóa thị trường ở mức 854 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,9%. Khối lượng giao dịch 24 giờ qua ở mức 54 tỷ đô la Mỹ. Top các đồng coin tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua theo Binance, RIF tăng 94,7%, WAN tăng 25,1%, TRB tăng 25%, TKO tăng 19,4%, BETA tăng 13,3%. Top tìm kiếm thịnh hành trên CoinGecko, Apollo, ANKR, Phantom, VulcanFort, Emos, Aptos. Chỉ số tham lam sợ hãi giảm xuống mức 26 Exchange Fear. Vào ngày hôm nay, cặp BTC-USD đang giao dịch thấp hơn sau khi bị từ chối dưới mức kháng cự 16.600 đô la Mỹ, được mở rộng bởi một đường xu hướng giảm. Trong khung thời gian 4 giờ, Bitcoin đã hình thành mô hình tam giác giảm dần, thường thúc đẩy xu hướng bán. Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 16.150 đô la Mỹ với mức hỗ trợ ngay lập tức là 16.000 đô la Mỹ trong tầm nhìn. Theo đó, mức hỗ trợ tiếp theo của Bitcoin là 15.650 đô la Mỹ, được mở rộng bằng mức hỗ trợ đáy đôi. Các chỉ báo kỹ thuật hàng đầu như RSI và MACD đang ở vùng bán, cho thấy có nhiều áp lực bán. Đường trung bình động 50 ngày đang mở rộng ngưỡng kháng cự ở mức 16.450 đô la Mỹ, ngụ ý rằng xu hướng giảm sẽ rất có thể tiếp tục. Nhiều người mua tham gia thị trường, một đột phá tăng giá ở mức 16.450 đô la Mỹ có thể đẩy Bitcoin lên 17.000 đô la Mỹ trong vài ngày tới. Vào ngày 29 tháng 11, giá Bitcoin vẫn giảm dưới mức hỗ trợ 16.360 đô la Mỹ, mức này sẽ trở thành mức kháng cự. Các cuộc biểu tình ở Trung Quốc đã có tác động tiêu cực đến chứng khoán và tiền mã hóa trên toàn cầu. Thị trường tiền mã hóa đang giảm khi làn sóng nhà đầu tư lo lắng về sự càn quét thị trường toàn cầu được thúc đẩy bởi các cuộc biểu tình ở Trung Quốc chống lại các hạn chế COVID đang diễn ra. Vâng, thưa quý vị, những thông tin về thị trường vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin blockchain ngày 29 tháng 11. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Để cập nhật những thông tin nổi bật nhất về blockchain cũng như crypto, quý vị vui lòng truy cập vào website cryptoday.com và theo dõi các nền tảng khác của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.